Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mới biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Tin Mới. Các bạn thân mến, với gói tín dụng quốc phòng 100 triệu đô la Mỹ, có thể nói Ấn Độ coi Việt Nam như bạn thân, đồng thời chứng tỏ tiềm lực của một anh lớn trong khu vực châu Á. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ còn mang thêm món quà là 12 chiếc tàu tuần tra hậu vệ do chính Ấn Độ đóng để tặng Việt Nam, đủ để thấy sự chân thành của Ấn Độ. Chính vì thế, trong thời gian gần đây, khi câu chuyện cho nhận tàu chiến lại biên từ phía Hàn Quốc với Việt Nam đang có một số trục trặc thì Ấn Độ đã phát tín hiệu Việt Nam cần Ấn Độ luôn sẵn sàng. Vậy thực hư thông tin trên ra sao? Nếu Ấn Độ tặng Việt Nam nên nhận những loại tàu chiến nào? Cùng Tin Mới tìm hiểu câu trả lời ngay sau đây nhé! Thưa quý vị và các bạn, trong một số bản tin, Tin Mới đã từng chia sẻ thông tin Hàn Quốc đã tiến hành loại biên 8 tàu chiến vào đầu năm 2022. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam có thể nhận lời với nhiều lợi ích. Đặt trong bối cảnh những năm gần đây, ngoài Israel, Nhật Bản thì Hàn Quốc cũng giúp Việt Nam có thêm nhiều phương án hơn trong việc mua sắm lẫn xin cho vũ khí cũ. Tất nhiên, không có chuyện xin cho miễn phí nên các bạn đừng vì thế mà ác cảm với hai chữ này, bởi đằng sau nó là câu chuyện về hợp tác song phương, về hợp đồng thương mại, thậm chí là ảnh hưởng sau đó. Hơn nữa, chuyện nhận vũ khí cũ cũng không phải là nhận đống sắt hay mang cục nợ về cho con cháu trong tương lai, như một số độc giả có cái nhìn phiến diện vẫn nghĩ. Chúng ta đều biết Việt Nam đã nhận hai tàu chiến cũ của Hàn Quốc vào năm 2017 và 2018. Hàn Quốc có ý định tặng một số tàu chiến trong số 8 tàu loại biên cũ có. Thậm chí vừa qua, tại trụ sở Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã đối thoại song phương với người đồng cấp Hàn Quốc. Trong nhiều các nội dung hội đàm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thể hiện mong muốn được nhận thêm ít nhất một chiếc tàu tuần tra khác của Hải quân nước này và hỗ trợ thêm để công việc bàn giao được diễn ra suôn sẻ. Điều này cho thấy việc nhận vũ khí đã qua sử dụng như tàu chiến, tàu phòng hộ đang là chính sách hướng đi nhất quán của quốc phòng Việt Nam. Lý do thì các bạn cũng biết, dẫu Việt Nam đã hé lộ một số thành tựu về sản xuất tàu săn ngầm, nhưng đó còn là một câu chuyện dài trước mắt. Kể cả khi đã thành công, thì việc nhận tàu cũ của những cường quốc quân sự hàng đầu luôn là bài toán kinh tế hiệu quả. Nếu tính khéo léo, Việt Nam dù gì cũng chỉ có hơn 30 năm hòa bình để phát triển. Chúng ta không thể mua sắm như kiểu con nhà giàu, mà người Việt Nam ta luôn nổi tiếng với việc khéo làm thì no, khéo co thì ấm, nên đây là hướng đi hoàn toàn hợp lý. Quay trở lại với đề xuất từ phía Việt Nam, phía Hàn Quốc đã chấp nhận. Tuy nhiên, vào tháng 10 vừa qua, hai bên đã xảy ra một chuyện không vui khi bộ phim Ba chị em của Hàn Quốc chiếu trên Netflix lại xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Câu chuyện được Bộ Ngoại giao hai nước giải quyết êm đẹp, nhưng hẳn sóng ngầm trong lòng con dân hai nước thì vẫn gợn gợn, đúng không ạ? Chúng ta hiểu ai rồi cũng sẽ có lúc sai lầm, nhưng đây không phải là lần đầu Hàn Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam trong các sản phẩm văn hóa điện ảnh. Người Việt Nam rất dễ bao dung, nhưng đừng vì thế mà lặp lại sai lầm quá khứ, đúng không các bạn? Tất nhiên, chúng ta cũng hiểu cơ chế làm phim của Hàn Quốc hoàn toàn là tư nhân, không phải phim nào cũng có sự kiểm soát của chính phủ. Vậy nên thiết nghĩ, nếu hai bên đạt được điều khoản thuận cho vừa xin, nếu phía Hải quân Hàn Quốc nhanh chóng xúc tiến hỗ trợ để quá trình bàn giao thuận lợi, thì Việt Nam cũng sẵn sàng nhận. Thưa các bạn, kể cả chuyện với phía Hàn Quốc không thành thì Việt Nam vẫn còn sự lựa chọn khác, thậm chí là lựa chọn tốt hơn. Cái tên vẫn được nhắc đến hẳn nhiều bạn ủng hộ 10 chân 10 tay, đó chính là Ấn Độ. Một người bạn thân quen, trí tỉnh và có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam trong mua sắm sử dụng vũ khí. Còn nhớ từ năm 2014, tức gần 10 năm trước, lúc Việt Nam còn chưa là Việt Nam của bây giờ, Ấn Độ đã thông qua kế hoạch cho Việt Nam vay 100 triệu đô la tín dụng phục vụ mục đích quân sự. Tức là lúc Việt Nam vô vàn khó khăn, Ấn Độ đã ở bên chúng ta. Bởi vậy, khi phía Việt Nam ngỏ ý muốn nhận tàu chiến cũ, chắc chắn Ấn Độ sẽ sẵn sàng. Nên theo một số nguồn tin, Ấn Độ sớm thực hiện việc này. 12 tàu tuần tra đóng mới, Ấn còn tặng được một lúc nữa là tàu đã qua sử dụng. Ngoài sự tin tưởng mối quan hệ bền chặt trước đó, thì còn một điều thuận lợi hơn hẳn giữa việc nhận tàu chiến Ấn Độ so với các tàu chiến của các nước đồng minh của Mỹ sử dụng hệ vũ khí Mỹ, NATO. Đó là tàu chiến Ấn Độ sử dụng hệ vũ khí Sô, Nga, rất tương đồng với Việt Nam. Điều này giúp Việt Nam rất dễ dàng trong quá trình sửa chữa hay nâng cấp trước khi đưa vào sử dụng. Thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể tự chủ động được công nghệ. Do đó, đây là một điều quá tốt. Cũng vì thế, nếu câu chuyện Ấn Độ tặng tàu chiến cũ cho Việt Nam, thì ắt hẳn sẽ không phải bàn tới việc nhận hay không nhận.
Tất nhiên có đi có lại, nhưng đi lại ở chỗ thường xuyên đi trên địa hình bằng phẳng vẫn yên tâm hơn là đi trên con đường lạ. Lại có phần ngoằn ngoèo đúng không các bạn? Câu hỏi đặt ra tiếp theo là trong số hơn 100 tàu chiến các loại của Ấn Độ thì chúng ta hãy thử soi xem Việt Nam sẽ nhận được tàu chiến nào vừa đáp ứng mong muốn của Việt Nam, vừa nằm trong danh sách loại biên của Ấn Độ. Như đã nói về kỹ thuật thì gần như đã phù hợp hoàn toàn, nên nhận tàu nào với Việt Nam cũng được. Sẽ có một số bạn không ngại nhắc cái tên như tàu tấn công nhanh 1241.1 và 1241.8, thậm chí khu trục hạm lớp Vija Kampramit, khinh hạm lớp Netori. Bởi với mối quan hệ đặc biệt quan trọng và không ngừng qua lại như hiện nay của hai nước thì không gì là không thể, nhưng không dễ đâu bạn, gì thì gì. Vật chất không quyết định thì vẫn tác động ý thức. Ấn Độ sẽ chỉ chuyển giao những tàu sắp hoặc đã lại biên mà thôi. Hơn nữa, với nhu cầu thì hiện tại Việt Nam đang rất cần những tàu chiến có độ giãn nước từ 1.000 đến 1.500 tấn. Nếu căn cứ vào yếu tố này thì có lẽ cái tên được gọi nhiều nhất là tàu hộ vệ tên lửa Quốc. Thực tế, từ năm 2018, đây là tàu hộ vệ được kỳ vọng phía Ấn Độ sẽ bàn giao miễn phí cho Việt Nam. Tuy nhiên, do gặp phải một số trở ngại, mà trong đó lớn nhất là sự chậm trễ của các dự án đóng tàu nội địa, đã khiến Hải quân Ấn Độ lâm vào tình cảnh thiếu tàu chiến một cách trầm trọng. Vì vậy, việc xem xét chuyển giao tàu cho Hải quân ta đã bị đình lại và Thai 54 Kukri vẫn đang lỡ hẹn với chúng ta. Tuy nhiên, nay là năm 2023, mọi chuyện đã chuyển biến tích cực hơn nữa. Quan hệ quốc phòng hai nước cũng đã tiến thêm một bước quan trọng nên hy vọng sớm thôi, Kukri sớm trở thành một phần của Hải quân Việt Nam. Về sức mạnh, tàu tên lửa Kukri được đóng cho Hải quân Ấn Độ nhằm thay thế các tàu hộ vệ Petya đã cũ. Dự án đóng tàu bắt đầu được triển khai từ năm 1984 và hoàn thành vào năm 1991 với tất cả 4 tàu được đóng gồm B-49 Kukri, B-47 Khanja, B-46 Kuta và B-44 Kipan. Kukri có phần thượng tầng được thiết kế góc cạnh nhằm tăng khả năng tán xạ radar, lượng giãn nước đầy tải 1.350 tấn, chiều dài 91.1m, chiều rộng 10.5m, mớ nước 4.5m. Tàu được trang bị hai động cơ diesel công suất 14.400 mã lực, cho phép chạy với tốc độ 25 hải lý một giờ, tầm hoạt động tối đa 4.000 hải lý khi chạy ở tốc độ 16 hải lý trên giờ, thủy thủ đoàn 79 người, trong đó bao gồm 10 sĩ quan. Hệ thống điện tử của tàu khá hiện đại với radar trinh sát mục tiêu trên không, trên biển Pojitip Air, radar kiểm soát hỏa lực Ganpun Ban, dẫn đường cho tên lửa đối hạm và radar MR-123 điều khiển pháo hạm và pháo phòng không. Hỏa lực của tàu tương đối mạnh với 4 tên lửa đối hạm P-20M có tầm bắn tối đa 83 km, vận tốc Mach 0.9, mang theo đầu đạn bắn xuyên giáp nặng 513 kg. Một pháo hạm AK-176 cỡ 76.2mm, hai pháo phòng không cao tốc AK-630 cỡ 30mm, hai bệ phóng tên lửa SAN-5 cùng hai hệ thống phóng mồi bẫy BK-10. Tàu không có hangar nhưng sàn đáp ở đuôi cho phép tiếp nhận một trực thăng vũ trang hạng nhẹ HAL Dubru. Ngoài tàu tên lửa Kukri, cái tên khác được gọi và đánh giá là quá tốt nếu Ấn Độ bàn giao cho Việt Nam là tàu hộ tống lớp Kuta. Kuta là loại tàu hộ tống phóng tên lửa, là niềm tự hào của kỹ thuật đóng tàu Ấn Độ được trang bị vũ khí và thiết bị hiện đại. Theo đó, đây là loại tàu hộ tống hạng nhỏ đầu tiên được bổ sung tên lửa cho Hải quân Ấn Độ, được đưa vào phục vụ từ năm 1998. Tàu trang bị 16 tên lửa hành trình KH-35 Uran-E bố trí trong 4 bệ phóng KT-184 đặt phía trước. Vì thế, về mặt hỏa lực, nó tương đương với tàu tên lửa Moniya 500 tấn. Ngoài ra, tàu tên lửa NASAT cũng được gọi tên. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là dự đoán mà chưa có thông tin chính thức nào từ phía hai nước. Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục nghe ngóng và hy vọng sớm thôi, những tàu loại biên của Ấn Độ sẽ có mặt tại quân cảng của Hải quân Việt Nam. Các bạn thân mến, hiện tại, cùng với Trung Quốc, Hải quân Ấn Độ là quốc gia có sở hữu tàu sân bay. Ngoài ra, Ấn Độ còn có tới tàu khu trục, tàu hộ vệ tên lửa, tàu ngầm phi hạt nhân, chứng tỏ sức mạnh hàng đầu châu Á. Ấn Độ cũng rất muốn tăng cường tầm ảnh hưởng tại Biển Đông, không muốn Trung Quốc bành trướng quá sức và Việt Nam là chìa khóa quan trọng. Ngoài mối quan hệ toàn diện tốt đẹp thì hợp tác quốc phòng là trọng tâm trong hợp tác Việt-Ấn. Điều đó để thấy rằng ẩn sau những hợp đồng vũ khí còn là câu chuyện về sức ảnh hưởng vị thế của nước này. Do đó không quá ngạc nhiên nếu trong một ngày sớm đây thôi, quân cảng Việt Nam không phải chỉ đón tàu chiến của Ấn Độ thăm hay tập trận mà còn là món quà Ấn Độ thể hiện thiện chí và muốn giúp Việt Nam tăng cường sức mạnh phòng thủ, cùng Ấn Độ thực hiện sứ mệnh trên Biển Đông. Tất nhiên Việt Nam cũng sẵn sàng cho những thỏa thuận có đi có lại, sao cho lợi ích lợi dân nhất.
Video của tin mới cũng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho tin mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của tin mới.